Truyện tranh Cậu bé rồng tập 72 Chống lên trời. Hôm nay là ngày 23 tháng chạp, tôi về trời dân sớ đây. Ủa, phu nhân đâu, sao không ra tiễn tôi? Từ tối qua đến giờ tôi không thấy bà ấy, chắc là lại đi đánh bài với mấy bà vợ táo khác rồi. Chồng lớn cứ đi đi, để tôi tìm bà ấy về. Chồng nhỏ canh bả cho kỹ đấy, dạo này bà ấy hay vắng mặt bất hợp pháp lắm. Ừ, để tôi lo. Chồng lớn ơi, cứu em. Mình bị sao vậy? Tôi bắt bà ấy. Vì cớ gì ông bắt vợ tôi? Tôi muốn ông đọc sớ này cho Ngọc Hoàng nghe, làm xong tôi thả vợ ông về. Không, hoàng thượng của tôi không làm những chuyện này, tôi không tâu. Thế thì mãi mãi ông sẽ không nhìn thấy vợ. Chuyện tình táo quân thấm thiết từ muôn đời này giờ đã chấm hết. Mình ơi, cứu em. Làm sao bây giờ, có nên tàu xào không? Thôi kệ, tàu xào một chút, có ảnh hưởng gì đâu, không làm thì gia đình mình tan nát. Táo hoàng cung xin tàu, dạo này vua nước Nam bề bối lắm, suốt ngày nhà vua lo ăn chơi, không chăm lo việc nước, đã thế nhà vua lại còn bày ra đủ thứ thuế để lấy tiền của dân. Sao không hạ bệ ông ấy xuống? Tàu dân chúng đâu có dám, còn các quan lớn thì cũng ai vua theo nhà vua để vua chơi hưởng lộc. Lấy mạng ông ấy đi, đưa người khác lên. Tàu bệ hạ, suốt của vua nước Nam thọ lắm, không thể lấy mạng được. Ta là trời, không cải số được à, lấy mạng ông đi. Tàu thần có ý kiến. Vua nước Nam là một người rất tốt, nhưng người tốt cũng có lúc phạm sai lầm. Theo ý thần, bệ hạ chỉ nên cảnh cáo vua nước Nam để ông ta tỉnh ngộ. Thần tin là vua nước Nam sẽ tốt lại như xưa. Nghe cũng có lý, từ lâu ta cũng đã có thiện cảm với vua nước Nam, cho ổng một cơ hội. Thần mưa, làm bảo luật khắp nước Nam để nhắc nhở cho nhà vua. Rào. Luật, bà con ơi, dọn nhà. Sao lại có luật vào ngày cận Tết vậy? Ông thần kia làm luật kìa, gọi cậu rồng đi. Ông thần nào mà rảnh vậy? À, thì ra là ông thần mưa. Bộ không có tiền sắm Tết hay sao mà nói khùng vậy? Ừ, không có tiền ăn Tết, quậy chơi. Dừng tay lại ngay. Ta không dừng, làm gì ta? Chắc. Tiểu thiên lòng to gan. Lục to hơn nữa. Chắc. Rào. Hừ. Bắt tiểu thiên long. Cỡ gì mà bắt tôi? Đánh thiên thần mà còn chưa biết à? Ai bảo ổng làm lũ lụt hại dân? Lệnh của Ngọc Hoàng không phải do thần mưa tự ý làm. Lệnh gì kỳ cục vậy? Không phải trả lời nó, ông cứ thi hành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bắt nó. Lũ lụt. Bốp. Thằng nhỏ này không biết sợ ai cả, bắt nó. Dạ. Đồng quá ha. Biến. To gan, dám biến thiên binh thành chuột. Dạ. Càng khôn xuyến, bắt nó. Ha ha, mày có ba đầu sáu tay cũng không thoát nổi càng khôn xuyến đâu. Về trời. Ủa, sao nó giống pho tượng vậy? Chắc. Ha ha, dù ông có chục cái vòng đó cũng không bắt được tôi đâu. Bắt ông. Ê ê. Một ông, còn một ông nữa. Rào. Rọt. Hết nước rồi à, ông tưởng dùng nước để dìm tôi được hả? Vút binh. Nói, vì sao Ngọc Hoàng sai ông làm lũ lụt? Tại vua nước Nam bề bối, Ngọc Hoàng muốn làm nhà vua thức tỉnh. Hứ, lập luôn giá ạt. Một khi mà vua đã bề bối thì dù nước có mắc cũng chả sao, huống hồ chỉ là lũ lụt. Nhưng hoàng thượng làm gì mà Ngọc Hoàng bảo là bề bối? Táo quần tàu thế này, thế này. Táo nói láo, làm gì có chuyện đó. Tôi là người kề cận nhà vua, tôi không biết à. Hai ông quay về, tàu với Ngọc Hoàng để tôi tìm rõ chuyện rồi tính. Bảo đảm là vua nước Nam không bề bối đâu. Mày dám trống lên trời, dám đánh thiên binh, tội của mày càng ngày càng nặng.
Ông Táo đâu? Táo nào? Nhà Táo có hai ông. Cậu tìm ông nào? Ông nào vừa đi văn sớ Ngọc Hoàng về? À, ông chồng lớn. Ông đang khóc trong kia kìa. Cậu Rồng ơi, người ta bắt vợ tôi làm con tin, ép tôi phải tàu xào. Tàu rồi mà họ cũng không thả vợ tôi. Kẻ nào làm chuyện ấy? Tôi đâu có biết. Ông về trời tàu thật vợ chỉ cho Ngọc Hoàng nghe. Tôi sẽ tìm vợ cho ông. Ừ, để tôi đi. Rò. Ai đó đã bắt ông Táo để bị đầu mối. Không ai minh oan cho hoàng thượng. Tiểu Thiên Long, về trời chịu tội, dám chống lại trời. Cha, ông Dương Tiễn, mình đánh sao lại ống? Tẩu vì thượng sách. Chát. Đừng hòng thoát khỏi tay ta. Bắt nó. Âm. Sóc Thiên Vương, ai cho ông xuống đây? Không ai cho, nhưng tôi phải xuống để cứu Tiểu Thiên Long. Ông bắt nó rồi, ai sẽ làm rõ chuyện nhà vua nước Nam? Tôi không cần thiết, tôi làm theo lệnh thôi. Chạy đi. Gia. Chát. Gia vút hử. Âm. Rạc. Chát. Ha ha, lâu nay người ta đồn rằng ông giỏi lắm, thật ra cũng chẳng giỏi gì, chỉ lợi hại ở con mắt thứ ba thôi. Ông lăng mạ tôi sẽ tàu với Ngọc Hoàng. Ha ha, Dương Tiễn tìm lý do để chạy trốn. Hắn hù mình chứ không dám tàu đâu. Hắn mà tàu thì sẽ lội ra việc không đánh lại mình, xấu hổ chết. Tiểu Thiên Long thoát rồi, mình về. Bắt được thằng nhóc Rồng không? Tàu nó trốn mất tiêu, thần tìm không ra. Chuyện là thế, cậu Rồng trốn ở đâu mà tôi tìm không ra? Ổng biết Thiên Bình sẽ săn lùng ổng nên trốn cho kỹ đấy thôi. Tôi sẽ thay ông Rồng làm việc. Ông đi giấu ông Táo nhỏ, tôi sẽ biến thành ông ta. Cô biết phép hóa thân à? Học lốm trong cuốn từ điển phép thuật của ông Rồng đấy. Biến. He he, học lốm mà cũng giỏi ghê. Để tôi đi giấu ông Táo nhỏ. Ai đó bắt cóc Táo lớn và Táo, mau thả ra, nếu không tôi về mách Ngọc Hoàng đấy. Mau thả vợ chồng Táo ra. Rào. Đúng kế, họ sợ mình đi tàu với Ngọc Hoàng. Ủa, chồng nhỏ cũng bị bắt luôn à? Nhà Táo ở đâu thì cũng có đủ, tình cảm thấm thiết mà. Kế của ông hỏng bét rồi. Thần mưa không làm lũ lụt được vì bị thần nhóc Rồng ngăn cản. Không có thiên tài gây đói khổ thì dân chúng không nổi loạn. Dân không nổi loạn thì không thể kết tội nhà vua bê bối, không thể hạ bệ ông ta. Thì ra đám đạo sĩ này đang âm mưu hạ bệ hoàng thượng bằng cách làm cho dân đói khổ để nổi loạn. Họ ở ngoài đảo nên ông địa tìm không ra, mà mình cũng không có cách liên lạc về. Đám đệ tử của họ đông quá, phải có ông Rồng chứ mình không địch lại. Cơm đây, ăn đi. Không ăn cá chiên, tôi chỉ thích ăn cá sống thôi à. Ủa, chồng nhỏ, suýt. Tao có cái vòng ngọc này, mày bắt cho tao một con cá sống, tao sẽ cho mày. Cá sống đầy biển, để tôi bắt cho. Tôi không phải là Táo nhỏ, tôi là tiểu thiên nữ Kim Dung đây, đừng có la. Con này được không? Tốt, cho mày vòng ngọc đây. Tôi biến nó thành thú cưng của tôi. Mang thư này vào đất liền, đưa cho ông địa. Bếp ơi, tao nhờ tí. Tao thích con cá này lắm, nhưng mày làm nó bị dính cát, chịu khó ra biển rửa giùm tao, tao cho thêm một cái vòng nữa. Nhớ là phải rửa bằng nước biển, tao không thích ăn cá rửa bằng nước ngọt đâu. Đàn ông gì mà khó thế, phải rửa bằng nước biển mới chín. Ê, ê, mất tiêu nó rồi. Ôi chào, trốn ở đâu mà kỹ thế? Ngủ quên trên mày chứ có trốn gì đâu. Leo túc lên mày mà ngủ, thảo nào tôi tìm không ra. Ông địa ơi, có ai gọi tôi ngồi bãi biển, ra đó xem. Có thư cho ông này. Ha, Kim Dung giỏi thật đấy. Hừ, cả gan học lốm phép thuật của ta. Học lốm để giúp cậu, là gì nữa? Tìm cách khác đi chứ, không lẽ cứ dậm chân tại chỗ thế này sao? Tưởng thần nhấp Rồng không dám kể lên trời nên tôi mới bày kế ấy. Không ngờ nó dám đánh cả thần mưa. Thằng nhỏ to gan thật.
vậy thì tìm kế thanh toán thằng nhóc rồng để thằng Mưa làm việc. Muốn thanh toán ta à? Ta đây. Dạ. Chạy vào lôi con tiên ra. Dừng tay, nếu không ta giết cả nhà táo đấy. Còn lâu. Ói ói. Chạy ra thuyền. Âm. Ông pháp sư đâu? Ông đang làm phép kìa. Cậu nhốt cả đám này vào hàng, tới tốn ông là xong việc. Âm. Con gì đây? Đại sò tình của ta đấy, ngon thì hạ nó đi. Ta bắt người về làm món sò nướng. Âm. Hả? Vỏ của nó cứng thế à? Chát vút. Chát. Binh. Rạc âm. Phụt. Ngon thì ra đây đánh, chứ cứ núp trong đó đánh ra chẳng anh hùng tí nào. Chiến thuật của ta cấm thắc mắc. Ê nhột, nhả ra. Không nhả ra hả? Biến. Á ghê. Người có ghẻ không à? Đừng cắn. Rạc âm. Khổng lồ biến. Khổng lồ biến. Âm. Ngột thở bung ra. Ha ha, bị vùi dưới đất mày không thở được. Cảm ơn vì đã bắt nước cho ta. Xuống. Ngột ngột. Im ru rồi. Cho mày luôn. Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Ta sợ quá, người giỏi thật. Trói ổng lại. Vòng gì mà tê tê vậy? Vòng phá phép đấy. Ông táo chồng lớn đưa ông đạo sĩ này về trời, nói rõ mọi việc cho Ngọc Hoàng nghe. Ổng nặng như bao gạo, con cá chép của tôi chở sao nổi. Có vòng phép của tôi, ổng nhẹ như bông mấy. Ông khiên thử xem. Ờ ha. Chép đâu, tới chở ta đi. Vút. Tâu Ngọc Hoàng, đây là người ép buộc thần phải tâu không đúng về vua nước Nam. Có đúng như vậy không? Tâu đúng mà. Người làm thế với mục đích gì? Tâu vì vua nước Nam là một người tài đức, nên có người thuê con tìm cách hạ bệ nhà vua. Vì sao lại tìm cách hạ bệ một vị vua tài đức? Tâu, nhà vua là người tài đức thì được lòng dân, khó xâm lăng lắm mà. Nếu hạ bệ được người tài đức này mà lại có một người tài đức khác lên làm vua thì sao? Tâu còn không biết, người ta thuê con làm, họ chỉ nói vậy thôi. Ai thuê người làm chuyện ấy? Tâu là tể tướng Bắc Quốc à. Thiên Lôi, xuống đánh ông tể tướng ấy một búa. Còn ngươi chỉ là kẻ đánh thuê, phạt ngươi nghèo cả đời cho chừa cái tội tham tiền, làm điều quấy. Ban cho Đức Nam một năm được mùa để bù lại việc họ bị lũ lụt oan. Mang quân sang bắt Tiểu Thiên Long, nó dám chống lệnh của ta. Tâu bệ hạ, thần về được chưa ạ? Có chuyện gì mà gấp thế? Dạ thần đau bụng. Tăng gấp đôi tốc độ đi. Véo. Cậu Rồng ơi, Thiên Bình sắp tới bắt cậu đấy. Làm cách nào bây giờ? Đánh Thiên Bình một lần nữa thì cả thiên cung sẽ đổ xuống bắt mình. Mách nhỏ cho cậu nghe nè, Ngọc Hoàng sợ bệnh ghẻ lắm. Ha, hiểu rồi. Biến. Yêu ôi, trông cậu khiếp quá. Tiểu Thiên Long, nạp mạng đi. Lui lại ngay, nếu không muốn bị lây bệnh ghẻ, tôi phải ra đây một mình vì sợ người khác lây bệnh đấy. Ghẻ gì ghê quá vậy? Ghẻ này chưa có ghi trong sách vở, ai tới gần tôi sẽ bị lây, không cần phải chạm vào tôi. Lui lại, giữ khoảng cách an toàn. Theo ta về trời. Ông mà bắt tôi thì sẽ phải chịu tội với thiên đình đấy. Tội gì? Tội mang ghẻ lạ, chủ nhập vào thiên đình, bảo đảm các thần tiên trên ấy sẽ bị ghẻ, ha ha. Tôi về trời đây, sao ông không đi? Thôi, ngươi ở lại đây đi. Vậy là ông không bắt tôi, chứ không phải tôi chống lại lệ trời à? Lui quân. Tâu Tiểu Thiên Long bị bệnh ghẻ kinh lắm,
thần không dám đưa nó về vì sợ nó lây bệnh cho cả thiên đình. Phải, ông xử lý thế là phải, không cho nó về đây.